trung kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ia Súp tiến hành điều tra giám sát ổ dịch tay chân miệng tại trường mầm non Hoa Lan. Qua điều tra xác minh và khám các ca bệnh, ngành chức năng khẳng định đây là ổ dịch tay chân miệng. Ổ dịch xảy ra tại lớp trẻ 2, trường mầm non Hoa Lan ở thôn Triềng, xã Ia Lốp, huyện Ia Súp. Các bệnh đầu tiên là cháu HPV, sinh năm 2021, lớp trẻ 2. Cháu V phát bệnh vào ngày 31 tháng 3 với triệu chứng sốt, đau họng, chán ăn, loét miệng và có ban dạng phỏng nước ở tay, chân, đầu gối và mông. Sau đó, nhà trường phát hiện thêm 4 cháu có dấu hiệu bị bệnh tay chân miệng. Bà Vi Thị Xuân, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan, xã Ia Lốp, huyện Ia Súp cho biết. Toàn trường hiện có 9 nhóm lớp học sinh với 156 học sinh, 29 cán bộ giáo viên. Những các cháu đã được ghi nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh đều được nhà trường cho nghỉ học và yêu cầu phụ huynh đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế gần nhất. Hiện nay, nhà trường đang tập trung vệ sinh, khử trùng dụng cụ học tập và đồ chơi cho trẻ, tổ chức khám, theo dõi sức khỏe của các trẻ nhiễm bệnh. Tại mỗi lớp học đều được giáo viên chủ nhiệm vệ sinh lớp học hướng dẫn cho các cháu đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhằm không để dịch bệnh tay chân miệng lan rộng ra cộng đồng. Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Ia Súp hướng dẫn trạm y tế xã Ia Lốp để phối hợp với các nhà trường thực hiện điều tra dịch tễ các ca bệnh, phun hóa chất, tiêu độc khử trùng và vệ sinh lớp học, đồ chơi của trẻ, khám sàng lọc, phân loại ca bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng và điều trị, hướng dẫn cách ly, theo dõi điều trị các trường hợp mắc bệnh tại nhà, giám sát, báo cáo tình hình các ca bệnh diễn biến tại ổ dịch bệnh, tuyên truyền hướng dẫn về cách phòng bệnh và điều trị cho học sinh, thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn tại các lớp học, đồ chơi, đồ dùng học tập và môi trường xung quanh nhà trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo y tế thôn thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch và hướng dẫn điều trị tại cộng đồng. Bác sĩ Dương Văn Hải, phụ trách khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Ia Súp, tính đến chiều ngày 2 tháng 4, ổ dịch tay chân miệng tại trường mầm non Hoa Lan và xã Ia Lốp đã ghi nhận 9 trường hợp trẻ có dấu hiệu mắc bệnh tay chân miệng. Trong đó, đã có 4 ca dương tính, 5 ca nghi ngờ với những dấu hiệu của bệnh. Hiện nay, công tác khoanh vùng dập dịch và hướng dẫn phòng bệnh đang được Trung tâm Y tế huyện Ia Súp gấp rút kiểm tra nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là với các bé dưới 5 tuổi. Trẻ lớn hơn hoặc người lớn cũng có thể là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh, nhưng tỷ lệ này sẽ thấp hơn. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan, dễ thành dịch. Cao điểm nhất của bệnh là vào tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Bệnh rất nguy hiểm nếu không được phát hiện và có phương pháp điều trị kịp thời. Các dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tay chân miệng bao gồm: trẻ bị sốt, mệt mỏi là dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh. Bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu nhận biết khác nhau tùy vào giai đoạn cụ thể như sau. Giai đoạn ủ bệnh 3 đến 6 ngày. Giai đoạn khởi phát bắt đầu với những triệu chứng dễ dàng nhận thấy. Trẻ bị sốt, mệt mỏi, sốt nhẹ 37,5 đến 38 độ C hoặc bị sốt cao 38 đến 39 độ C. Đau họng, tổn thương, đau rát ở răng và miệng. Chảy nước bọt nhiều, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong ngày. Giai đoạn toàn phát thường bắt đầu 1 đến 2 ngày sau khi khởi phát bệnh. Trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh như: trẻ bị phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông. Các bóng nước có đường kính từ 2 đến 10 mm, màu xám có hình bầu dục. Chúng có thể mọc lồi hoặc ẩn ở dưới da, sờ cảm giác cộm, không đau không ngứa. Loét miệng ở niêm mạc má, lợi và lưỡi của trẻ xuất hiện các bóng nước có đường kính từ 2 đến 3 mm, dễ vỡ, khi vỡ tạo thành vết loét. Điều này khiến trẻ đau khi ăn, sẽ quấy khóc. Trên mông của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ xuất hiện các mụn lở, rộp da. Dấu hiệu toàn thân rối loạn trì giác, mê sảng, co giật. Ở giai đoạn toàn phát, trẻ bắt đầu phát ban ở bàn chân. Ngoài các triệu chứng điển hình như trên, tùy vào từng vào cơ địa, bệnh tay chân miệng còn có thể xuất hiện thêm những biểu hiện như bóng nước rất ít xen kẽ với hồng ban hoặc chỉ xuất hiện hồng ban. Một số trường hợp bé xuất hiện loét miệng. Nếu tình trạng bệnh nhẹ, sau 7 đến 10 ngày chăm sóc tại nhà, trẻ sẽ hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Trường hợp bé sốt cao trên 39 độ C kéo dài hơn 48 giờ kèm theo các dấu hiệu như ói, tay chân run, co giật, tim đập nhanh, khó thở, da nổi vằn toàn thân, gia đình cần đưa trẻ nhập viện ngay lập tức. Sau khi khỏi bệnh, cơ thể của trẻ sẽ miễn dịch với chủng virus gây bệnh. Tuy nhiên, theo kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, trẻ có thể bị mắc tay chân miệng nhiều lần và những lần khác là do chủng virus khác nhau. Chia sẻ bệnh tay chân miệng, Phó sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Vậy tay chân miệng nhẹ là gì? Là chỉ biểu hiện tại chỗ, không có các dấu hiệu toàn thân nặng. Đấy thì nó dễ hiểu, đúng không? Đấy, thế thì ví dụ như là tại chỗ là có nổi ban ở tay, ở chân, ở miệng. Và các triệu chứng nó chỉ khu trú ở tại chỗ. Còn khi bắt đầu nó có những dấu hiệu của toàn thân thì chúng ta phải chú ý là nó nặng. Ví dụ
dấu hiệu toàn thân là dấu hiệu đầu tiên là sốt rất cao. Được chưa? Ấy thì còn nếu mà ví dụ như anh tay chân miệng kia là cứ lở lét đầy tay và chân nhưng mà sốt ấm, đúng không? Đứa trẻ chỉ có kêu ăn đau đau một tí thôi, được chưa? Nó vẫn kêu được là cháu là con đau rồi con gãi thì đã không sợ. Thế còn dấu hiệu toàn thân thứ hai là gì? Là mệt, mệt lử, không chịu chơi, đúng không? Quấy suốt ngày, đúng không? Đấy. Thì nó dễ theo dõi, đúng không? Thứ ba nữa là gì? Thứ nhất là nó nôn rất nhiều. Cái đấy cũng là những triệu chứng chung thôi. Mệt mỏi, nôn, đúng không? Thế rồi thì có thể là sao ạ? Khó thở. Mình cũng có thể quan sát, nhìn nó đã được. À, hoặc là chân tay nó lạnh. À, cái chân tay lạnh cực kỳ quan trọng. Chân tay lạnh mà lúc đó không sốt nhé. Chứ còn nếu trẻ con mà sốt rất cao thì bao giờ tay chân nó lạnh. Khi nó giảm sốt thì tay chân nó lại hết. Đấy thì chúng tôi phải nói là quan sát tình trạng chung của cháu là cực kỳ quan trọng. Theo các bác sĩ, virus gây bệnh tay chân miệng có khả năng lây lan rất nhanh chóng, truyền trực tiếp từ người sang người thông qua đường miệng, qua các chất tiết từ mũi, miệng, phân hay nước bọt của trẻ bệnh. Người mắc bệnh có khả năng phát tán virus gây bệnh trong tuần đầu tiên, giai đoạn ủ bệnh. Tuy nhiên, thời gian lây nhiễm lại có thể kéo dài trong tới vài tuần vì virus vẫn còn tồn tại trong phân và nước bọt của bệnh nhân. Các con đường lây nhiễm virus qua bệnh tay chân miệng bao gồm: trẻ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, trẻ có thể hít phải, nuốt các dịch tiết, nước bọt của người bệnh khi ăn uống chung, ho, hắt hơi, nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mụn nước, bọng nước, phân của người bệnh, trẻ cầm nắm đồ chơi, chạm vào các vật dụng của trẻ bệnh, lây qua bàn tay của người chăm sóc trẻ. Bệnh tay chân miệng lây lan rất nhanh chóng khi trẻ lành tiếp xúc với trẻ bị bệnh. Vì cách thức lây truyền của bệnh khá nhanh nên tay chân miệng rất dễ bùng phát thành dịch lớn. Khi phát hiện bệnh, nếu không điều trị bệnh kịp thời và có những biện pháp phòng tránh, thì những trẻ xung quanh có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Bệnh tay chân miệng thường không dẫn tới những biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, một số trường hợp phát hiện trễ, bệnh tiến triển nặng và gây ra một số biến chứng nguy hiểm như sau: bị viêm mảng não virus, triệu chứng sốt, đau đầu, cứng cổ, đau lưng, bệnh nhân cần nhập viện điều trị. Các biến chứng hiếm gặp khác sẽ bao gồm bại liệt, tê liệt hoặc viêm não. Đối với trẻ có biến chứng não, sẽ xuất hiện những triệu chứng khó nhận thấy như khó ngủ, quấy khóc nhiều, thường xuyên giật mình lúc thức dậy hay bắt đầu gù, sẽ hoảng hốt, nói lẩm nhẩm, tay chân run, co giật, sốt cao, méo miệng. Khi trẻ xuất hiện những triệu chứng trên, nếu không phát hiện điều trị đúng và kịp thời, trẻ có thể tử vong trong vài giờ. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, thì bệnh nhân cũng có thể bị bội nhiễm tại các nốt mụn trên da. Khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh nhân, bố mẹ cần đưa trẻ thăm khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được chẩn đoán đúng bệnh. Nên đưa trẻ thăm khám càng sớm càng tốt khi có những dấu hiệu bất thường. Hiện nay, chưa có thuốc đặc trị vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, bù đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Trường hợp trẻ bị sốt cao, bạn có thể sử dụng paracetamol để hạ sốt và giảm đau. Lưu ý, tuyệt đối không sử dụng thuốc có chứa thành phần aspirin. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên sử dụng nước muối sinh lý 0,9% để sát trùng niêm mạc cho trẻ. Về chế độ ăn hàng ngày, cũng cần phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bù nước kịp thời để phòng tránh trẻ bị mất nước, hạ đường huyết. Đối với trẻ bú mẹ, cần tăng cường cho trẻ bú nhiều lần trong ngày. Với trẻ lớn hơn, cần kiêng các loại thức ăn có thể khiến trẻ đau rát, tổn thương miệng như thức ăn nóng, đặc. Thay vào đó, bố mẹ nên cho trẻ ăn những loại thức ăn loãng, nguội, dễ tiêu hóa như cháo loãng, sữa, sữa hạt, chè đậu. Nếu bé từ chối ăn, ba mẹ không nên cưỡng ép, mà hãy cho bé uống sữa và uống sữa chua để thay thế. Hoa quả, dầu trái cây, vitamin, khoáng chất cũng là thực phẩm cần thiết cho trẻ khi điều trị bệnh tay chân miệng. Bố mẹ nên cho trẻ ăn những loại thức ăn dạng lỏng, nguội và dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, cũng cần phải vệ sinh da sạch sẽ cho trẻ để phòng tránh bội nhiễm vi khuẩn bằng cách tắm cho trẻ bằng những loại nước có tính sát trùng nhẹ như nước lá chè xanh. Sau khi tắm, sử dụng dung dịch xanh methylene để bôi lên các vết bỏng nước trên da. Lưu ý, cần theo dõi bé thường xuyên để phát hiện sớm, điều trị những biến chứng nguy hiểm nếu có. Một số sai lầm cần tránh khi điều trị bệnh tay chân miệng cho bé bao gồm: bố mẹ thường lo lắng khi trẻ nổi mụn nước nhiều, nhưng điều này cho thấy tình trạng bệnh nhẹ hơn so với những nổi mụn nước ẩn dưới da. Với trẻ không bị loét miệng, bội nhiễm thì không nên sử dụng thuốc kháng sinh và tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng tới cơ quan trong cơ thể và khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Ngoài ra, uống quá nhiều các loại vitamin trong thời gian bị bệnh cũng là một điều không cần thiết. Việc kiêng tắm cũng có thể khiến cho trẻ bị ngứa ngáy, nhiễm trùng.
Do đó, bố mẹ nên tắm cho bé như bình thường, tắm nước ấm và chỗ kín gió. Cách phòng bệnh tay chân miệng bao gồm: bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh nhất vào giai đoạn chuyển mùa, nhất là vào mùa hè khi thời tiết nóng ẩm, thuận lợi cho virus phát triển gây bệnh. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở những khu vực đông người như trường học, nhà trẻ. Vì vậy, bố mẹ cần nắm được những cách phòng ngừa bệnh hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, gây tổn thương cho bé. Hiện nay, không có vaccine phòng bệnh tự nhiên, tuy nhiên bố mẹ có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh bằng một số cách đơn giản như sau. Rửa tay thường xuyên với xà phòng trước khi chuẩn bị thức ăn, ăn uống cho trẻ nhỏ. Sử dụng xà phòng để làm sạch các vật dụng, khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường.